toàn dân nô nức đi bỏ phiếu, bầu ra những người xứng đáng đại diện cho dân. Như khi đóng thuyền ta cần chọn cây gỗ tốt, cầm lái con thuyền phải là người sáng suốt. Toàn dân nô nức đi bỏ phiếu, bầu ra những người xứng đáng đại diện cho dân. Như khi đóng thuyền ta cần chọn cây gỗ tốt, cầm lái con thuyền phải hợp với lòng dân. Chèo thuyền cũng là người dân, lật thuyền cũng là người dân, cứu thuyền cũng là người dân. Lời tiên nhân đã dạy cần ghi nhớ, chèo thuyền cũng là người dân, lật thuyền cũng là người dân, cứu thuyền cũng là người dân. Lời tiên nhân đã dạy đừng quên. Toàn dân nô nức đi bỏ phiếu, bầu ra những người xứng đáng đại diện cho dân. Như khi đóng thuyền ta cần chọn cây gỗ tốt, cầm lái con thuyền phải là người sáng suốt. Toàn dân nô nức đi bỏ phiếu, bầu ra những người xứng đáng đại diện cho dân. Như khi đóng thuyền ta cần chọn cây gỗ tốt, cầm lái con thuyền phải hợp với lòng dân. Chèo thuyền cũng là người dân, lật thuyền cũng là người dân, cứu thuyền cũng là người dân. Lời tiên nhân đã dạy cần ghi nhớ, chèo thuyền cũng là người dân, lật thuyền cũng là người dân, cứu thuyền cũng là người dân. Lời tiên nhân đã dạy đừng quên, lời tiên nhân